là những người đồng bào Khmer ở Chi Tôn. Chị Khmer ở Chi Tôn nha. Oh, wow, trời chuối đẹp quá. Có chuối, có khoai cao, khoai lang. Đây là món dế của người đồng bào Khmer họ làm nha các bác. Độc đáo quá. Đâu có, ngoài Nam Giang về đó. Ở bên cạnh kia đó nha chị. Lại bên bên bà con bắt hay quá. Không biết ta bắt bằng cách nào, ta đào ao bự gì đó, rồi ta lấy lưới quấn vậy đó. Rồi nó vô, ta mới xúc vô. Dạ vậy hả? Vì người ta nhuộm màu gì đó. Khỏi màu. Màu vậy hả? Dế lại á. Dạ, có. Quá ngon rồi, còn chú ơi, chút mình mua cái này về mình ăn này. Này bán nhiêu ký chị? Sống thì 200. Sống 200. Dạ. Rồi làm rồi thì nhiêu? Chắc nữa mình đông lon vậy đó, lon 30, 30 làm tới hoài vậy đó. Lon 30 ha. Dạ. Vậy là dế này là từ Nam Giang đem về. Dạ. Biết gì tôi làm sớm, bữa nay tôi làm lò này nè. Làm lò này nữa ha. Dạ. Chứ mình không có đem ra lò bự ha. Lò bự chừng nào bữa nào đạm tắt nhiều quá thì chiên cả chục ký á. Dạ. Đem lò bự. Dạ nó nhanh ha chị. Dạ. Dạ, dạ. Rồi có cái chảo bự nữa. Để mình mua cái này về mình ăn, nếu mà đặc biệt luôn này nữa mình sẽ nói cho quý vị, chứ quý vị các bạn biết để mà mốt đi chợ. Có mua bài ở bên ngày hôm qua ở bên Trà Vinh, lợn mua một chục lon, chạy xe hai vợ chồng ôm. Rồi bây giờ chị nói kỹ. Vậy là bắt đầu xong rồi đó con. Dạ xong rồi. Vậy là ăn đó thôi ha. Dạ. Để ớt chút với hành như cặp vô. Dạ. Để tôi lấy hộp xúc vô cho. Dạ. Thơm quá. Chị đang vô dẫn chiên xong ra rất thơm luôn. Dế nè cô chú ơi. Rồi làm đi chứ. Dạ. Rồi đợi đây đã phải có ớt rồi nè. Ớt hành luôn. Dạ. 30 hả? Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các cháu đã xem video này. Chào cô chú anh chị và các cháu. Độc đáo quá ha, món dế chứ bằng dế cơm hả? Dạ, dế cơm. Dế cơm. Đâu. Ít thứ đi. Để tôi làm 10 nữa, tôi đổ vô một cái nữa. Có đủ đủ đâm không chịu quay á. Dạ. Rồi được rồi. Đủ đủ đó, đâm đó. Dạ. Ồ, sang anh đó. Thật phức lộn rồi chú ơi. Kêu cô nó
giòn ngon lắm. Dạ. Nó béo nữa. Mơ sao mơ sao mơ. Sao mơ. Sao mơ ăn thử rồi. Sao mơ. Ngon lắm. À sang anh hả cô? Dạ sang anh lắm. Sang anh chị gợn luôn nha cô chú. Dạ. Này là dế nha. Dế Campuchia đem về luôn đó. Nó giòn mà nó vừa người giòn vừa thơm. Dạ. Béo nữa. Tại vì nó có trứng. Có hết, có khẻm luôn. Rồi, hoa cun. Ăn đi chú, ăn đi. Cảm ơn anh cô, nghe chúc sức khỏe cô. Dạ. Chào cô. Chú ăn để đặng nói với người ta. Chú có ăn rồi. Đổi. Cái trộn lên nè. Dạ. Ít nó mất qua lít lại. Ba chục ngàn một lon. Dạ. Cái lon sữa bò. Dạ. Nè. Dạ. Ăn chịu máy đó. Dạ. Chịu máy là gì là mua 7-8 ký luôn vậy. Dạ. Này. Với một hộp. Một hộp gì bao nhiêu tiền? 10 ngàn. Chưa là bắt đầu mình chiên bánh khọt ha. À, đang chiên đó hả cô? Đang đổ bánh khọt. Chín chưa cô? Chín rồi. Trên chảo. À cái này chuẩn bị sắp chín nha, chưa chín. Cô này là người dân tộc nha. À, làm nói chung là bánh dân tộc mình ăn rất ngon luôn đó. Chưa gì tiếp chú. Ôi sang anh á. Sang anh. Sang anh mà cô cũng vui vẻ lắm nghe. À có nước mắm vậy nè, bên kia có nước dừa nữa kìa. Béo quá. Rồi chúc sức khỏe cô nha, mai mốt bán thật nhiều, nhập nhiều luôn nha cô. Cái này mình bán sao mấy cái bao nhiêu tiền vậy hả cô? Nó xa hộ. Mà anh ghê á? 10 ngàn lọc tiền. 10 ngàn hả? 10 ngàn là nguyên một hộp đó nghe cô chú. Nguyên hộp có 10 ngàn mà mình thấy hình như 10 cái luôn á. Tức là 1 cái 1 ngàn. Bình dân nha. Khổ mới bán hả? Dạ. Chào cô chú anh chị, hôm nay mình thấy cô người dân tộc này đang bán bánh khọt rất ngon nha. Cô chiên từ cá về cá rồi các cô gắn vô 2 cái lượt luôn. Rồi bắt đầu vô một hộp rồi mình tới 12. Đấy. Cảm ơn. 8 ngàn. Thiếu nữa này. Rồi đi. Đây là toàn cảnh của người Khmer của Chi Tôn nha cô bác. Người đồng bào Khmer ở Chi Tôn họ mưu sinh ở chợ Chi Tôn. Đây là buổi sáng. Trước khi đi vào chợ mình sẽ quay cho cả nhà xem sơ về các người họ bán theo những chiếc xe đạp ở lề đường. Người Campuchia ở Chi Tôn. Từ trong nhà đem ra luôn nha cô bác. Oh, wow.
đi ra chợ đây. Chợ Cây Me, mình sẽ đi vào chợ Cây Me cho cô bác xem. Ra chợ hả? Dạ, đã bán chút. Và bây giờ mình đã có mặt tại chợ Châu Lăng. Để mình ghi hình cho cả nhà xem những người đồng bào Khmer họ sinh sống ở tại Chi Tôn nha cô bác. Oh. Đây là những trái ổi trong vườn của họ đem ra bán. Họ trồng được những cây trái ổi tốt, quá tốt luôn. Ổi nhà trồng ha. Dạ, nhà trồng chú. Quá đẹp luôn. Dạ. Ổi này ngon lắm. Nhiều ký cô? Tám 20 chú. 20 nha. Quá đẹp luôn. Trước thì mình bán 20. Dạ. Sau bán 15 mà. À lửa trước thì 20 ha. Dạ. Tại lửa trước cũng có ba. Chi lửa vậy? Cây nhà lá vườn không lỗ đâu. Dạ, không có lỗ đâu. Dư dư đi mau hết, đi về nữa. Dạ, vậy cho nó mau đi về đúng không? Làm phước ạ. Đi làm phước ạ. Dạ, thôi. Cái giờ này tối mắt rồi. Cái nào cũng đẹp kia không? À, nhà trồng nhiều không? Trồng 2 công lận chứ. 2 công luôn á. Dạ. Là trong cái đường đó đó hả? Dạ. Rồi thường thường mấy giờ mình mới bẻ? Dạ chiều cỡ 5 giờ, 4 giờ đi bẻ. 4-5 giờ chiều mình bẻ ha. Dạ. Rồi đi. Xong nó không cần kịp. Dạ, đó em này mua ổi đó nè. Quá ngon luôn. Ký 20 ngàn. Và đây cũng là một cái gánh của người đồng bào Khmer ở Chi Tôn. Rồi, con này cô gánh cái gì đây? Bún hả chú? Xi năm chút. Và đây là những cái gian hàng bún của những người Khmer luôn. Canh bún này chắc nặng dữ rồi nha. Rồi khoai lang luôn. Khoai lang. Ồ, chợ sáng sớm đông quá. Người đồng bào Khmer ở Chi Tôn. Cô bên kia bán cá nướng sớm à. Gánh chè xôi nước à, cô đều bán gánh chè xôi nước. Tự nấu gánh bún.
Hai nhà gánh chè. Sau nhà máy thôi. Rồi mình đi vào trong nha cô bác. Cô bán chè vừa gánh ra. Rồi bây giờ mình đi tiếp vào trong nữa để xem những người đồng bào Khmer tiếp tục. Rồi, mình đi vào trong nha các bác ơi. Ồ, dưa hấu á. Anh này thì anh cho thuê dù. Cho thuê dù và anh cho dù mát lên luôn. Cá nướng, nướng rất sớm. Rồi tiếp tục mình đi vào trong. Ồ, họ bán đồ hải sản nữa. Người Khmer nha cô bác. Người Campuchia ở Chi Tôn, ở Chi Lăng, ở Châu Lăng. Rồi tiếp tục mình đi vào trong xem những người đồng bào. Tiếp tục nha cô bác. Đây người đồng bào ở đây, người đồng bào mà ở Châu Lăng. Wow, những chú cá chép khổng lồ luôn trời. Ở đâu mà con cá cha bự quá trời bự luôn à. Hết hồn luôn cá cha bự rồi cô bác. Nhiều ký vậy? 10 kg ba à. Hết hồn luôn, cá cha nó bự. 10 kg mấy luôn quá. Cá cha hả? 40. 35 ngàn cho hết đi. Cá cha nó 10 kg. 10 kg mấy luôn. Quá trời luôn. 200 ngàn cá. 200 ngàn cá. Giá gì cá mà đi con còn 300 ngàn rồi. Quá luôn, con chiến vàng. Có ba con chiến vàng luôn. Trứng chiến vàng nha, đặc sản nha. Ngon lắm. Ngon lắm đó này. Cái này là xào thịt bò phải không? Dạ. Trứng chiến vàng nha cô bác. Xào thịt bò nha. Bò. Cô rất là vui vẻ luôn. Dạ.
xíu nữa cô bác ơi. Mình chỉ ghi hình cho cả nhà xem những người đồng bào họ sinh sống ở chợ Chi Tôn, Châu Lăng này kia cho cô bác xem thôi nha. Vì cái phần chỗ người Việt thì mình ít có đến hơn, mà đa số thì cũng là người Campuchia nhiều hơn cô bác. Mấy cái chợ Châu Lăng rồi chợ Chi Tôn, chợ cái me cũ này kia đó toàn là người Khmer nhiều hơn, đa phần là người Khmer không ạ. Rồi tiếp tục mình đi qua phía bên tay phải của mình trở lại nha cô bác. Ông kia bá vô cấp tăng. Rồi bây giờ mình đi ra lối tay phải. Ồ, cô băng bắp. Băng bắp đi chú ơi. Wow, cá gì nhiều quá vậy ta. Quá, wow, quá trời cá luôn. Cái này á chị ơi, cái 120, 150, 170 ngàn chị. Và những chiếc xe họ đi bán khoai lang đây. Khoai lang là phẩm bắt vô nguyên một xe rau muống luôn. Người đồng bào Khmer ở Chi Tôn họ tảo tần ghê luôn các bác.
đa số là họ gánh như này nè. Đây là những người đồng bào Khmer ở Chi Tôn. Người Khmer ở Chi Tôn nha. Oh, wow, trời chuối đẹp quá. Có chuối, có khoai cao, khoai lang luôn. Chuối nhiêu ký? 25.000. 25.000 ký. Mấy giờ mới nấu bánh bò chị? Là mấy giờ? Là mấy giờ mới nấu? 3 giờ mới nấu cho chị nấu đẹp. 3 giờ khuya ha. Ừ. Ừ, 3 giờ sáng. Đặc biệt quá. Hot cool. Đi nhổ đậu hay gì? Đi nhổ đậu hay nhổ khoai? Cắt cỏ hả? Ở đâu? Đi cắt cỏ, mấy cô đi cắt cỏ. Hôm nay có mây rồi, trời chuẩn bị sẽ mưa. Bán nước đa ai y quá. Dạ mình chỉ đánh mày khen. Tà le của nhà sứ vàng Cô Tô nha các bạn. Cốc xui nè. Cốc xui này là bánh thốt nốt nè. Bánh bò thốt nốt. Là
Lấy mình nha, lấy. Sáng giờ có ai mua chưa? Chưa có ai mua. Chưa. Ra sớm quá mà chưa ai mua. Mua đấy, 3 ngàn. 3 ngàn một ký. 3 ngàn. 20 ngàn. 20 ngàn. Mua đấy chú, mua ký ăn đấy. Nhiều lắm rồi. Nhà nhà nhiều cây lắm. Nhà mình xoài đây. Xài quá đẹp luôn. Thank you.
Bữa nay mấy cụ đi chùa hết trơn rồi. Các em học sinh đi học ơi, wow, các em học sinh người dân tộc Khmer. Và cô này cổ đi chùa. Cầm hôm nay có mây kéo rồi, quá đẹp luôn.